chương 761, tân niên đại cát. 7, 10, 7, 0. 4 v đốt hoa tươi tăng thêm. Sau dạ lâm gần 12 giờ. An Lương thu được càng ngày càng nhiều chúc phúc tin tức, từ tiểu học đồng học đến sơ trung đồng học, trung học phổ thông đồng học cùng đại học đồng học, cùng với các loại các dạng bằng hữu. Nhìn lấy rậm rạp chằng chịp tin tức, An Lương không chỉ có cảm thán, hắn như vậy được hoan nghênh sao? Năm ngoái dường như không phải như thế. An Lương cũng không có hồi phục tin tức, bởi vì tuyệt đại đa số người chúc phúc tin tức từ tăng thêm bản thân bắt đầu, điều này chúc phúc tin tức là điều thứ nhất nói chuyện phím tin tức. Cũng không phải an lương cao lạnh, mà là an lương có thể tuyển trạch. Tiền tài cho an lương quyền lựa chọn. Hắn tuyển trạch bất hồi phục tin tức, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đế đô tiểu đồng bọn đàn gửi đi tới an lương tin tức, an lương mở ra kiểm tra. Vân Hải Dương, an lương lý tồn viễn tiền tiểu cương, các vị đại lão, tân niên đại cát, chúc mừng phát tài, tiền lì xì đem ra. An lương, lý tồn viễn, tiền tiểu cương, ta ói ra. Hải Dương ca, ta van cầu ngươi coi là người A. An Lương, thổ thêm một. Mới, chỉ có, buôn bán lời 12 cái nhiều ức, còn muốn lừa gạt tiền lì xì. Lý Tùng Viễn, đế đô đệ nhất khu nhi, danh bất hư truyền. Vân Hải Dương, cái này gọi là cần kiệm tiết kiệm. An Lương, ngươi có độc. Tiền Tiểu Cương, nói một cái Hải Dương ca cẩu sự tình. Tiền Tiểu Cương, ta phía trước dẫn bọn hắn hỗn ván trượt quay vòng, cái này tất lừa dối một cái nữ trật hữu giúp hắn mua một khối ván trượt đây là người làm chuyện này an lương lý tồn viễn nếu như là hải dương ca ta cảm thấy không tật xấu vân hải dương thằng nhóc cứng đầu ca ngươi liền không hiểu được cái này gọi là sở thích tiền tiểu cương cẩu cặn bả nam an lương lừa dối người cảm tình đúng là cẩu cặn bả nam vân hải dương cặn bả kêu rất cặn bả lý tồn viễn ta cảm thấy lương ca là nam nhân tốt người khác trần tư vũ cùng ninh nhược sương mình cũng không nói gì người cái này lại keo kiệt lại mảnh vụn nói cái gì tiền tiểu cương đúng vậy các nàng mình cũng không nói gì vân hải dương ta ói ra hai người các ngươi cũng quá chó chứ tiền tiểu cương xin lỗi a à, hải dương ca ta hiện tại tiếp cận thành công lương ca giáo trình xác thực không thành vấn đề lý tồn viễn ta đang ở tích cực nếm thử trung vân hải dương chúc các ngươi lật xe vân hải dương nghe qua thành ca sao Vân Hải Dương, nếu như không biết, ta kiến nghị nhìn. Vân Hải Dương, ta khả cầu cầu các ngươi làm một cái chuyên nhất cốt nam nhân A. An Lương, Tiền Tiểu Cương, Lý Tùng Viễn, Lương Tú Phương, Triệu Nhã Mật, La Viện Viện, Tôn Lâm Như, Kiều Tuệ Oánh, còn muốn ta tiếp tục sao? Vân Hải Dương, ta sai rồi. Viễn Ca, Ba Ngươi, An Lương, cầu bác quái. Tiền Tiểu Cương, toàn bộ là hắn chạy bộ đồng đội. An Lương, nguyên lai like là chạy hữu A. Không giờ trừ tịch tiếp may mắn một đời hệ thống phát ra tiếng nhắc nhở an lương không có trước tiên kiểm tra hắn ở vòng bằng hữu trung gửi một cái tin tức an lương tân niên đại cách vạn sự như ý phi thường cảm tạ mọi người chúc phúc xếp thấy tin tức nhiều lắm thứ lỗi không cách nào hồi phục an lương phát vòng bằng hữu sau đó hắn thuận tiện nhìn một chút vòng bằng hữu cùng loại hắn bằng hữu như vậy quay vòng tin tức còn có vài điều cũng, cũng không biết là thực sự được hoan nghênh đâu hay là làm bộ như được hoan nghênh An Lương xoát vòng bằng hữu thời điểm nhìn thấy Lưu Khải vòng bằng hữu, cái này tất cư nhiên chạy đi tự do bia nhảy qua năm đếm ngược thời gian. Tự do bia là thịnh khánh tiêu chí kiến trúc, mỗi một năm nhảy qua năm đếm ngược thời gian đều sẽ hấp dẫn đại lượng nam nữ trẻ tuổi, còn như có chút tuổi trẻ nam nữ đến tột cùng là đi nhảy qua năm đâu, vẫn là những thứ khác, ngược lại An Lương không có tham gia quá, hắn cũng không biết. An Lương còn xoát đến rồi Lữ Văn Sơn cái này tất tú ân ái vòng bằng hữu, Lữ Văn Sơn đập thả pháo hoa video, ở pháo hoa nở rộ thời điểm, hắn cùng Phương Mai ở pháo hoa dưới ôm. An Lương thuận tay cho điểm một cái khen. An Lương, ngươi ngủ. Tôn Hà thanh âm truyền đến. An Thịnh Vũ cùng Tôn Hà hai người hơn 11 giờ đều trở về, bọn họ đang ở phòng khách xem TV. An Lương đáp lại nói, không có đâu. Ngươi ăn bữa khuya sao? Tôn Hà hỏi, ba ngươi muốn ăn bánh trôi, ngươi có ăn hay không? Ăn. An Lương xoay người rời giường. Phía trước ở Lưu Linh bên kia ăn một điểm cơm xào trứng, khoan hãy nói hiện tại thật đói bụng ăn mấy cái? Tôn Hà hỏi. An Lương mở ra cửa phòng ngủ đi tới đáp lại, tám cái A. Đại bánh trôi. Trung đẳng. Tôn Hà đáp lại. Vẫn là tám cái, thảo một cái may mắn. An Lương đáp lại. An Thịnh Vũ đồng dạng lựa chọn tám cái bánh trôi. An Lương đi tới trong phòng khách, trên TV phát hình Thịnh Khánh bổn địa tân niên tiết mục, ở tiết mục khe hở trung, người chủ trì phát sinh nhắc nhở, các vị khán giả các bằng hữu, tân xuân thuận lợi trong cuộc sống, xin mọi người bảo vệ hoàn cảnh bảo hộ thành thị vệ sinh vệ sinh. Tiết mục TV trong màn ảnh xuất hiện tự do bia tình huống, người chủ trì thanh âm tiếp tục truyền đến, tự do bia nhảy qua năm hoạt động tuy là kết thúc, tụ tập đoàn người cũng ở tiêu tán, nhưng mấy vạn người để lại đại lượng rác rưởi, đối thành thành phố bảo vệ môi trường công tác tạo thành áp lực cực lớn, hy vọng khán giả các bằng hữu ở Tân niên trong lúc ta phải theo luật thôi, bảo vệ thịnh khánh môi trường đô thị, làm một cái văn minh thịnh khánh người. Chương 762, trừ tịch đặc biệt tưởng thưởng. 8. 10, 70 sáu v đúc hoa tươi tăng thêm. Trong phòng khách, An Lương ngồi ở trên ghế salon kiểm tra may mắn một đời hệ thống phía trước phát ra gợi ý. Ken Chúc ký chủ Tân Xuân ngày hội vui sướng. May mắn một đời hệ thống vì ký chủ đưa lên một phần Tân Niên Đại Cát đặc biệt tưởng thưởng. Mời ký chủ hoàn thành nhất kiện chuyện có ý nghĩa, lại mở ra Tân Niên Đại Cát đặc biệt tưởng thưởng. An Lương nhớ lại Tết Trung Thu đặc biệt tưởng thưởng, lần trước phần thưởng Tết Tết Philip 602G, không 10 biểu vương đồng thời trở thành tết tết philip toàn cầu chất lượng tốt tiềm lực hộ khách một lần này đặc biệt tưởng thưởng vậy là cái gì dựa theo đạo lý mà nói tết âm lịch long trọng trình độ hẳn là vượt qua tết trung thu chứ sở dĩ thưởng cho đề thăng một cái tầng thứ sao nhưng đến tột cùng tuyển rạch cái gì chuyện có ý nghĩa đâu chẳng lẽ là lại chọn nhi đồng viện mồ côi an lương ngươi làm gì ngẩn ra công hà chào hỏi an lương nàng đã đem bánh trôi bưng lên cái bàn oh ô hát, ô hát. an lương phục hồi tinh thần lại nghĩ gì thế? An Thịnh Vũ thuận miệng hỏi. An Lương đáp lại nói, ta đang suy nghĩ năm nay nhà của chúng ta có phải hay không giống như những năm qua, một đám cực kỳ xa thân thích qua đây chúc Tết, đại đa số người còn muốn mang theo hàng Tết, sau đó các ngươi nhìn lấy thân sơ quan hệ xử lý. Hàng năm không phải như vậy sao? An Thịnh Vũ đáp lại. Công Hà Phủ Định đáp lại, năm nay người càng nhiều. Cái này không tật xấu. Năm nay An Thịnh kiến trúc đại cuộc khởi, nhất định phải càng nhiều thân thích. Ta hiện qua tuổi năm không muốn ở nhà, ngược lại cũng không có chuyện của ta ta chuẩn bị làm một điểm chuyện có ý nghĩa an lương đáp lại nói ngươi chuẩn bị làm cái gì an thịnh vũ phản vấn tạm thời không xác định nhưng chắc là làm một điểm chuyện có ý nghĩa an lương đáp lại nói đúng rồi ba ngươi công ty có cái gì không thực tập sinh an lương thêm vào hỏi có mấy cái vẻ thực tập sinh an thịnh vũ đáp lại người địa phương an lương lại hỏi dường như có sáu người địa phương chứ an thịnh vũ dò hỏi ngươi muốn làm gì hỏi trước một chút nếu có cần cái kia thì đem bọn hắn điều qua đây thêm tăng ca tiền làm thêm giờ gấp ba an lương nói rõ nói an thịnh vũ gật đầu hành vô luận là an thịnh vũ vẫn là an lương đều không có suy nghĩ qua thực tập sinh không đến tình huống không đến vậy cũng không cần tới đúng rồi ba ta có thể phải dùng an thịnh danh nghĩa là một điểm chuyện có ý nghĩa an lương bổ sung nói rõ cần an thịnh cung cấp tài chính sao An Thịnh Vũ phản vấn. An Lương phủ định đáp lại, không cần, ta bên này tài chính đầy đủ, ta chỉ là không muốn rồi lên mặt nước. Đến lúc đó toàn bộ giao cho An Thịnh, giao cho ngươi. Tiểu tử ngươi cũng đừng làm loạn. An Thịnh Vũ nhắc nhở, đúng rồi, ta đem ngươi đường thúc thúc bi chát để đưa cho ngươi. Nếu như cần giúp, ngươi liền liên hệ hắn. Đường Đại Sơn thúc thúc sao? An Lương phản vấn. Ừm, lão Đường hiện tại thay lão lạc công tác, lão lạc giúp ngươi tiểu tử xử lý linh khúc mỏ vàng sự tình an thịnh vũ nhổ nước bọc nói lão lạc đi sau đó chuyện của lão tử đều nhiều hơn một đống lớn an lương cười ha ha lấy dù sao biết lắm khổ nhiều nha ba ngươi chính là năng giả bất định hót an thịnh vũ khóe môi vểnh lên kỳ thực đối mặt như vậy biết kiếm tiền nhi tử an thịnh vũ một số thời khắc cũng không có cái gì cảm giác thành tựu bây giờ bị an lương vuốt môn ngựa hắn kỳ thực rất thoải mái an lương cấp tốc ăn xong rồi bánh trôi hắn trước sau khi rửa mặt lại về đến phòng ngủ cho vân hải dương gửi đi tin tức An Lương, Vân Hải Dương, Hải Dương ca, đã ngủ chưa? Vân Hải Dương, An Lương, đang ở cùng đi trưởng bối xem nhảy qua năm tiệc tối. Lương ca có chuyện gì mà? An Lương, chúng ta Thịnh Khánh bên này còn bảo vệ môi trường hộ tống nha môn có quan hệ hay không? Vân Hải Dương, có có có. Vân Hải Dương, Lương ca trong nhà công ty xây cất có bảo vệ môi trường vấn đề. An Lương. An Lương, chúng ta An Thịnh Tiến tâm phi thường tốt, loại chuyện như vậy là không có khả năng, tự ta có chuyện gì tìm bảo vệ môi trường nha môn xử lý? an bài một chút người phụ trách gặp mặt một lần. Vân Hải Dương, không thành vấn đề. Ta lập tức liên lạc một chút. An Lương, ngày mai liên hệ A. Cái này đêm hôm khuya khoắc, vẫn là trừ tịch tiết, chúng ta cũng không cần dằn vặt người. An Lương, ngày mai buổi sáng an bài một chút, ta muốn cùng bảo vệ môi trường nha môn phủ nha gặp mặt một lần. Vân Hải Dương, không thành vấn đề. Chuyện này làm tốt sau đó, An Lương lần nữa kiểm tra nhỏ bé trong thư tin tức, không cần hồi phục tin tức trực tiếp bên trái trợt cắt bỏ, miễn cho luôn là có tin tức gợi ý an lương không có ép buộc chứng nhưng uy chắc ở trên tin tức có thể là công tác tin tức sở dĩ hắn cần đem vô dụng tin tức cắt bỏ do đó tránh cho không có phát hiện công tác tin tức an lương về trước phục trần tư vũ ninh nhược sương dương mậu di lý tịch nhan còn có hạ gia hai tỷ muội tin tức thuận tiện đem bạch nguyệt tin tức cũng trở về phục một chút lý tịch nhan lại hồi phục tin tức lý tịch nhan hình ảnh lý tịch nhan ủy quốc ba ba ta mẹ chỉ cho ta phát một khối tiền tân niên tiền lì xì An Lương mở ra hình ảnh kiểm tra, Lưu Linh thật đúng là chỉ cho Lý Tịch Nhan phát một khối tiền tân niên tiền lì xì. Không sai. Quả nhiên là mẹ ruột. Chương 763, tân niên tiền lì xì. 9, 10, 7, 0. 8 v đúc hoa tươi tăng thêm. An Lương nhìn thấy Lưu Linh thao tác, hắn cho Lý Tịch Nhan phát một cái tiền lì xì. An Lương, tiền lì xì, chúc mừng năm mới. Lý Tịch Nhan thấy An Lương phát tiền lì xì, nàng trực tiếp mở ra, sau đó phát hiện cũng là một nguyên. Lý Tịch Nhan. Vĩ quốc ba Lý Tịch Nhan, Hanh. An Lương không có tiếp tục đồ Lý Tịch Nhan, hắn trước cho Uy Chắc Đại ngạch nạp tiền, sau đó mới cho Lý Tịch Nhan trực tiếp chuyển khoản. Uy Chắc tiền lì xì nhằm vào cá nhân thời điểm, tối đa chỉ có thể 200 nguyên, vượt qua 200 nguyên, nhất định phải sử dụng chuyển tiền công năng. An Lương, chuyển khoản, 520 nguyên. An Lương, chuyển khoản, 520 không nguyên. An Lương, chuyển khoản, 52.000 nguyên. An Lương, chuyển khoản, 52.314 nguyên. An Lương, chuyển khoản, năm 201314 Nguyên. Liên tục ngủ bút chuyển khoản, tổng cộng hơn 578 vạn một chút xíu. Lý Tịch Nhan không có lấy tiền, nàng trực tiếp giặt gọi điện thoại qua đây, An Lương chọn lọc tự nhiên nghe. An Lương, ngươi làm gì thế? Lý Tịch Nhan trực tiếp hỏi. Chúc mừng năm mới, bảo bối. An Lương cười đáp lại. Hành. Lý Tịch Nhan hờn dỗi, trên thực tế An Lương chuyển khoản, để cho nàng vô cùng vui vẻ đâu. Bảo bối, ngươi ăn tết liền ở nhà bên trong sao an lương hỏi dựa theo lý tịch nhan tình huống trong nhà cũng không cần thăm người thân chứ dù sao lưu linh độc thân lưu linh bên này thân thích đại đa số cũng không theo sách lại tăng thêm lý tịch nhan bà ngoại cùng ngoại công đã qua đời lý tịch nhan dường như không cần thăm người thân từng ân lúc sau tết ta và mụ mụ cùng nhau quá lý tịch nhan đáp lại nói ngày mai cùng ta cùng đi ra ngoài đi một chút an lương nói rõ nói đi nơi nào lý tịch nhan phản vấn ta ngày mai muốn đi đàm luận một việc ngươi theo ta cùng đi an lương đáp lại nói ở thịnh khánh sao lý tịch nhan phản vấn ừm an lương đáp lại tốt lý tịch nhan đáp ứng nói bất quá ta buổi tối muốn về nhà mẹ ta ở nhà sở dĩ lưu linh không phải lúc ở nhà nàng có thể không trở về nhà an lương đáp lại nói yên tâm ta biết đúng rồi bảo bối ngươi nhanh đi thu tiền lì xì an lương nhắc nhở Ừm ân Lý Tịch Nhan đáp lại. Nhưng kết thúc trò chuyện sau đó, Lý Tịch Nhan chỉ thu phía trước ba cái, tổng cộng là 57, 720 nguyên, nàng đem phía sau 521, 314 nguyên cùng năm, 201, 314 nguyên lui trở về. Lý Tịch Nhan, hơn 5 vạn đã rất nhiều lạp. Lý Tịch Nhan, đúng rồi, ta muốn phát một người bạn quay vòng. Lý Tịch Nhan, mới vừa gì ba nhà biểu tỷ đang lấy le 9999 nguyên tiền lì xì, gia tộc trong bầy khoe khoang, thực sự phiền chết đi được. An Lương, cầu không muốn che đậy tên của ta. Đây là một cái ngạnh. Khá nhiều liếm cẩu tặng nữ thần lễ vật, còn phát tiền lì xì nữ thần ở vòng bằng hữu khoe khoang thời điểm, thậm chí còn đem liếm tên của con chó đều đánh lên mô sai. Liếm cẩu sao mà thương cảm. Như vậy nữ thần cũng cũng là nữ thần. An lương kiến nghị liếm cẩu mau tỉnh lại. Lý tịch nhang, hanh. Lý tịch nhang, ngươi nhớ kỹ điểm khen. An lương, không thành vấn đề. Không đủ một phút đồng hồ, lý tịch Nhan vòng bằng hữu đổi mới. Lý Tịch Nhan. Nam bằng hữu An Lương nói không cho phép đánh mã. Xin hỏi đây là năm 2013 14 chính xác phương thức sao? Hình ảnh, hình ảnh. Tờ thứ nhất thêm hình ảnh là nàng nhổ nước bọc Lưu Linh chỉ phát một khối tiền tiền lì xì, An Lương cũng đuổi kịp một khối tiền tiền lì xì. Tấm thứ hai hình ảnh là An Lương trực tiếp từ 520 nguyên bắt đầu, mãi cho đến 520 vạn thêm 1314 nguyên năm phát liên tục chuyển khoản. An Lương tiện tay điểm một cái khen. Hai người là trung học phổ thông cùng lớp đồng học hai người vòng bằng hữu tự nhiên là tương thông, trung học phổ thông uy chắc trong đám đã có người ở An Lương. Lưu Khải, An Lương, Ngoạ Tào. Quỳ quỳ. Đại lão chính là đại lão, tú ân ái trực tiếp phát hơn 500 vạn. Lương siêu, tổng cộng là năm, 780, 348 nguyên. Lương siêu, Lý Tịch Nhan, cầu chị dâu chia sẻ vui sướng. Công Phi Phi, Lý Tịch Nhan, ước ao đến rơi lệ. Tống Tâm Hinh, Lý Tịch Nhan, thực danh chế ước ao. Chu Khang, ta ói ra tú ân ái xuất sắc ta cả đời không kiếm được tiền. An lương, phía sau 52 vạn cùng 520 vạn, nàng không có thu, nhà của chúng ta tịch nhang là một tư tưởng siêu đang ngoan ngoãn bảo bảo. Lý tịch nhang, thanh cắp. An lương, tiền lì xì, chúc mừng năm mới. An lương, chúc phúc đại gia chúc mừng năm mới. Lý tịch nhang, chúc phúc đại gia chúc mừng năm mới. An lương tại trung học phổ thông g rút bạn học phát 2.000 nguyên tiền lì xì, đồng thời chia làm 30 phân, không thể cam đoan mỗi một cái người đều có, đoạt tiền lì xì nha, đương nhiên muốn tích cực lạc. Lý Tịch Nhan vòng bằng hữu hiện tại đã nổ tung nhịp điệu, dù sao thường quy tú ân ái năm 201314 đều là một cái 520, một cái 1314 tách ra chuyển khoản, ai đạt mã thực sự chuyển khoản năm, 201, 314 nguyên à. Lưu gia gia tộc trong đám, Lưu Sa tiện tay đem Lý Tịch Nhan vòng bằng hữu Strenset qua đây. Lưu Sa, Lý Tịch Nhan, biểu muội uy vũ. Lưu Mai, An Đại Thiếu không hổ là An Thịnh Thái Tử Gia. Lưu Mai, chúc mừng Tịch Nhan vào hào môn. Lưu Quốc Hoa, chúc mừng Tịch Nhan vào hào môn. Nhưng mà trừ bọn họ ra ba người ở ngoài, không có người nói chuyện, bao quát Lý Tịch Nhan đều không nói gì ý tứ. Lý Tịch Nhan đang cùng bạn cùng phòng Quách Vũ Tình nói chuyện phiếm. Quách Vũ Tình, ta ói ra. Quách Vũ Tình, cái này an lương chính là lần trước tới trường học cái kia. Lý Tịch Nhan, ân ân. Quách Vũ Tình, không hổ là thuận tay ở Ma Đô Chi Đỉnh đặt bao hết đại lão. Quách Vũ Tình, nhan nhan, quan hệ của chúng ta được rồi. Lý Tịch Nhan, không tốt. Quách Vũ Tình. Quách Vũ Tình, ngươi làm sao không theo sáo lộ xuất bài? Lý Tịch Nhan, không có sáo lộ đâu. Lưu Linh cũng nhìn thấy Lý Tịch Nhan vòng bằng hữu, nàng cũng biết Lý Tịch Nhan không có thu phía sau hai cái chuyển khoản, trong lòng nàng yên lặng thở dài, nếu như cái này một cái ngũ liên chuyển khoản phát nàng, nàng là không phải có thể chống đỡ mê hoặc. Sợ rằng. Chương 764, ổn trung mang gia. 10, 10, 71 V đất hoa tươi tăng thêm. An Lương cùng hạ gia tỷ muội uy chát trong đám, hắn gửi tin tức an lương kêu ba ba hạ như ý ba ba chúc mừng năm mới chúc mừng phát tài tiền lì xì đem ra hạ như ý hạ hòa tâm không cho phép lại cướp ta tiền lì xì hạ hòa tâm ta bằng bản lĩnh cướp dựa vào cái gì quái ta cái này logic không tật xấu dường như vay tiền giống nhau bằng bản lĩnh mượn dựa vào cái gì còn an lương tiền lì xì chúc mừng năm mới hạ như ý nhận lấy ngài tiền lì xì hạ hòa tâm nhận lấy ngài tiền lì xì hạ như ý đại lão ngươi thật là quá đáng rồi dĩ nhiên chỉ phát một phân tiền an lương biết không phải biết rõ một phân cũng là yêu hạ hòa tâm ta cũng chỉ thu được một phần hạ như ý cho nên nói đại lão ngươi đến tột cùng yêu ai an lương tiểu hài tử mới chỉ có làm tuyển trạch hạ như ý người trưởng thành tất cả đều muốn an lương người trưởng thành biết không chịu nổi nếu như là phổ thông nam nhân vậy tuyệt đối không chịu nổi ngoại trừ an lương loại này song thiên phú chiến sĩ cùng với số rất ít dị bẩm thiên phú người may mắn người thường chịu nổi thổi tiếp lấy thổi kiêu ngạo phóng túng đều thổi rớt đang cùng an lương nói chuyện trời đất hạ như ý cùng hạ hòa tâm tự nhiên xem hiểu an lương ý tứ các nàng đồng thời hơi đỏ mặt tỷ tỷ người này cũng quá da hạ như ý hừ hừ nói hạ hòa tâm tán thành quả thật có chút da hạ như ý đại lão đừng lo lắng bây giờ y học phát triển cái gì cửu vị địa hoàng hoàng cái gì sừng hư thận bảo toàn bộ đều là cực lựa chọn tốt đối mặt hạ như ý phản kích an lương kém chút cười ra tiếng cái này không phải là mình cho mình đào hầm an lương ngươi đây là cho ta nghĩ kế để cho ta tất cả đều muốn đâu hạ như ý an lương cốt lắm cốt lắm không đùa các ngươi kêu ba ba ta thật phát hồng bao hạ như ý một phần cũng là yêu an lương ta là loại người như vậy hạ như ý hình ảnh hạ như ý có hình ảnh có chứng cứ hạ như ý ngươi còn nói ngươi không biết võ công. An Lương vừa tiến đến đã nhìn thấy ta đang khi dễ Hạ Hòa Tâm. Hạ Hòa Tâm, ta cảm thấy bị mạo phạm. An Lương, yên tâm, ngươi khẳng định không phải lai phúc, ta cũng cũng là thường uy. An Lương sử dụng thăng cấp phía sau nhân tế quan hệ quét hình hệ thống một lần nữa ra xét hạ gia 2 tỷ muội tin tức, 2 tỷ muội mới 3 loại thuộc tính giống nhau như đúc, đều là thuần khiết bản chất, 100. Phẩm hạnh đạo đức, 89. Thân thể khỏe mạnh, 95 đã từng các nàng đặc thù phân cũng chỉ có 90 phân, tuy là đã là cao phân, nhưng ở cao phân đoạn trung lại thuộc về cấp độ nhập môn tình huống. Nhân tế quan hệ quét hình hệ thống đổi mới sau đó, An Lương liền phát hiện 2 tỷ muội phẩm hạnh đạo đức chỉ có 89 phân đánh giá, sở dĩ hắn cùng 2 tỷ muội nói chuyện phím có điểm ra một cái cảm giác. Dựa theo các nàng cho điểm, An Lương cảm thấy hắn cách thành công cũng không xa. An Lương gia sau khi xong, hắn trước trò chuyện riêng Hạ Hòa Tâm. An Lương, Hạ Hòa Tâm vẫn là hạ như ý nhỉ. Hạ Hòa Tâm, ngươi hy vọng là ai? An Lương, ta hy vọng là người đó liền có thể là ai? Hạ Hòa Tâm, chúng ta không phải cho ngươi trình diễn quá chúng ta có thể đã lừa gạt Facebook sao? Các nàng xác thực có thể đã lừa gạt áp khuôn mặt. An Lương, không sao cả là ai, ta rất công bình. An Lương, chuyển khoản, 8888 nguyên. An Lương, chúc mừng năm mới. An Lương cắt đến rồi hạ như ý tài khoản, hắn một lần nữa cái này dạng tới một lần. Ba người nhóm nhỏ bên trong, hai tỷ muội đều ở đây An Lương. Hạ Hòa Tâm, An Lương. Hạ Như Ý, An Lương. An Lương, chúc các ngươi chúc mừng năm mới. Hạ Như Ý, qua. Cảm ơn đại lão. Hạ Hòa Tâm, cảm tạ. An Lương, vấn đề nhỏ. Chờ, các loại, sau khi tự trường, các ngươi nhớ mời ta ăn cơm. An Lương trước giờ mưa hoa. Hắn phía trước thu được một tấm công viên kích thích thể nghiệm thưởng cho thẻ. Cái này trương thưởng cho thẻ có một cái phụ gia điều kiện. Nếu như An Lương ở mời khác phái đi công viên sau đó, khác phái chủ động mời ăn cơm, thì có thể mang ăn cơm kim ngạch cũng gia nhập vào phản hồi hiện số đến trung. Nhưng yêu cầu là An Lương không thể chủ động gợi ý. Hiện tại An Lương còn không có mang hạ gia 2 tỷ mũi tiến nhập công viên, tự nhiên không có kích hoạt công viên kích thích thể nghiệm thưởng cho thẻ, cho nên bây giờ gợi ý không coi là là vi quy. Hạ như ý, ân ân. Nhất định cho đại lão an bài rất rõ ràng. Hạ hòa tâm, tốt. An Lương, chạy trước, còn làm việc không có xử lý. Hạ như ý, đại lão gặp lại. Hạ hòa tâm, sớm nghỉ ngơi một chút. Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm thu đối ứng chuyển khoản sau đó, các nàng cùng nhau trên show gửi đến trường sư phạm bác quái tỷ muội trong đám. Hạ Như Ý, hình ảnh. Hạ Hòa Tâm, hình ảnh. Hạ Như Ý, đại lão giả tâm bộc lộ rồi. Hạ Hòa Tâm, có điểm hoảng sợ. Từ nặc, qua. Năm cái tám. Khang Ngọc Giai, ước ao. Lâm Lâm, cầu hai cái mỹ nữ trong kẻ ngón tay lọc một điểm. Từ nặc, cầu lọc một điểm. Khang Ngọc Giai, lọt không lọt không sao cả, ta chỉ muốn nói, như vậy đại lão ai chịu nổi à? Khang Ngọc Giai, hắn phía trước cho các ngươi mua mua mua, hiện tại lại trực tiếp chuyển khoản, ta cảm thấy hai người các ngươi muốn lạnh. Từ nặc, một bài lành lạnh tặng cho các ngươi. Lâm Lâm, ta chỉ có ước ao. An Lương cùng Hạ Gia hai tỷ muội kết thúc sau khi trao đổi, hắn đang ở yên lặng suy nghĩ chuyện có ý nghĩa, hắn thực sự kế hoạch làm nhất kiện chuyện có ý nghĩa, cũng không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ mà hoàn thành nhiệm vụ. Chương 765, tự hạn chế cùng nghị lực. một 10. Cầu hoa tư duyệt vé tháng Sáng sớm tiếp cận một điểm, An Lương để điện thoại di động xuống, hắn đã tra được tin tức hắn muốn. Sáng sớm, 8 giờ vừa qua khỏi. An Lương cho Vân Hải Dương gửi tin tức. Vân Hải Dương ở trừ tịch tiết cũng không có ngủ nướng, An Lương tin tức phát tới sau đó, Vân Hải Dương liền lập tức trả lời tin tức. Vân Hải Dương, Lương ca, ta bên này đã liên lạc xong bảo vệ môi trường nha môn phủ nha gọi thẩm gia xương, ta đem nàng uy chát đẩy đưa cho ngươi ngươi thêm một cái hắn. Vân Hải Dương, ta đã trước giờ nói rõ với hắn tình huống, hắn biết ngươi là ai. Vân Hải Dương, được rồi, hắn chắc là chúng ta vòng ngoài ngoại vi. An Lương, vòng ngoài ngoại vi. Vân Hải Dương, phản bản trong kế hoạch, một ít thành viên vòng ngoài thuận mua số định mức, tiền của bọn hắn số lượng không đủ, còn có thể tiến thêm một bước phân phối đi ra ngoài. An Lương dây đã hiểu ý tứ. Phản bản kế hoạch tiền kiếm được là sạch sẽ khởi nguồn, có thể quan minh chính đại tốn ra tiền, sở dĩ phản bản kế hoạch được hoan nghênh vô cùng, một ít thành viên vòng ngoài ở thu được số định mức sau đó quả thật có khả năng trong tay tài chính không đủ an lương sở dĩ là người một nhà vân hải dương trăm phần trăm người một nhà an lương hành ta trước liên hệ hắn vân hải dương tốt vân hải dương lập tức đem thẩm gia sương uy chát đẩy đưa qua đây an lương tiện tay tăng thêm sau đó tăng thêm lập tức bị đi qua đối phương trước một bước gửi đi tin tức thẩm gia sương người tốt an tổng ta là bảo vệ môi trường nha môn thẩm gia sương an lương ngươi tốt, Trầm phủ. Thẩm Gia Sương, An tổng quá khách khí, trực tiếp gọi ta lão Trầm liền được, xin hỏi An tổng có chuyện gì cần giúp không? An Lương, chúng ta gặp mặt nói đi. Lão Trầm, ngươi định một chỗ. An Lương, tùy tiện tìm một cái quán cà phê hoặc là trà lâu liền được, trừ tịch tiết tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, nói xong rồi liền tán, ta buổi trưa về nhà ăn cơm. Thẩm Gia Sương, tốt, chúng ta đây đang quan tâm cầu vườn hoa sơn thượng trà lâu, như thế nào? An Lương biết quan tâm cầu vườn hoa sơn thượng trà lâu hắn lập tức trả lời tin tức. An Lương, không thành vấn đề. Thẩm Gia Sương, cái kia sau một tiếng thấy. An Lương, tốt. Được rồi, lão Trầm, ta cần các ngươi bảo vệ môi trường nha môn nội bộ số liệu, bao quát toàn bộ thịnh khánh thành phố chủ thành khu bảo vệ môi trường nha môn nhân viên tin tức, cùng với tương quan số liệu. Thẩm Gia Sương, tốt, đây không phải là cơ mật số liệu, ta có thể mang tới. An Lương, chờ một chút thấy. Thẩm Gia Sương, cung kính chờ đợi An Tổng Đại Giá. An Lương không có tiếp tục hồi phục tin tức, hắn cho Lý Tịch Nhan gọi điện thoại. Lý Tịch Nhan mơ mơ màng màng nghe điện thoại, "Uy, An Lương, ngươi làm sao như thế sớm a? À? Còn không có rời giường đâu." An Lương cười đễu nói, "Ta lập tức xuất môn, ta qua tới đón ngươi, ngươi nhanh lên một chút rời giường." "À." Lý Tịch Nhan sửng sốt một chút. "Đừng di hay da, nhanh lên một chút rời giường, ta lập tức tới ngay." An Lương đáp lại phía sau trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, An Lương đi tới phòng khách hắn mở miệng nói, cha, mẹ, ta buổi sáng đi ra ngoài một chút, buổi trưa trở lại dùng cơm. An Thịnh Vũ gật đầu, ừm. An Lương xuất môn đi hướng tinh quan trung tâm, sau đó lái xe chạy tới Thiên Lang Tiểu Khu. Thiên Lang Tiểu Khu cổng nhân viên an ninh đã hiểu biết An Lương Lamborghini Urus, cũng không cần đăng ký, cũng không cần hỏi, trực tiếp liền cho đi qua. Một đơn nguyên dưới lầu, An Lương xe đổ, hắn chuẩn bị lên lầu. Bằng không ở dưới lầu chờ, các loại, sao? Quỷ kia biết Lý Tịch Nhan muốn bần thần bao lâu đây? An Lương đi tới số 1903 cửa phòng, hắn gõ cửa. Lưu Linh thanh âm truyền đến, là An Lương sao? Giống như, a di. An Lương đáp lại. Lưu Linh mở cửa. An Lương sau khi vào cửa nhìn về phía Lưu Linh, hắn có một loại hai mắt sáng lên cảm giác, bởi vì Lưu Linh cư nhiên ăn mặc bó sát người quần áo luyện công, trong phòng khách bày yoga đệm, nàng rõ ràng đang luyện yoga. Một buổi sáng sớm liền thần luyện sao? Vóc người đẹp quả nhiên có đại giới. An Lương liền thích vóc người đẹp nữ nhân cũng không phải là hắn tham luyến mỹ hảo bề ngoài, mà là thưởng thức cái loại này vì bảo trì vóc người tự hạn chế cùng nghị lực. Dường như nữ nhân cảm thấy chăm chỉ làm việc nam nhân rất có lực hấp dẫn giống nhau, An Lương cảm thấy tự hạn chế lại có nghị lực nữ nhân đặc biệt có lực hấp dẫn. Lưu Linh tự nhiên phát hiện An Lương ánh mắt, nàng cũng chỉ có thể làm bộ không có thấy, đồng thời tiếp tục trở lại yoga trên nệm đúc luyện, nàng đang ở làm cứng nhắc chống đỡ. Tịch Nhan còn không có đứng lên, chính ngươi đi gọi nàng. Lưu Linh nói rằng. An Lương thu hồi ánh mắt tán thưởng, hắn đáp lại nói tốt giữa phòng ngủ lý tịch nhan quả nhiên còn đang ngủ cái này học bá nữ nhi có phải hay không đã quên lần trước bị ăn kem hộp rồi hả an lương tự nhiên lại tới rồi một lần a à. an lương ngươi tên đại bại hoại lý tịch nhan kiều sân mắng an lương cười ha ha lấy thậm chí đem lý tịch nhan cái chăn cũng xốc lên nhanh lên một chút rời giường ta bên này đã hẹn xong thời gian ngươi động tác nhanh một chút chúng ta chạy tới không sai biệt lắm ngươi hẹn cái gì Lý Tịch Nhan hỏi. Chờ một lát trên đường nói, ngươi nhanh lên một chút rửa mặt. An Lương nhắc nhở. Ừm. Lý Tịch Nhan đáp lại, vậy ngươi mau đi ra nha, ta muốn thay quần áo. Được chưa? An Lương trở về đến rồi phòng khách, tiếp tục thưởng thức lưu linh tự hạn chế cùng nghị lực. Tự hạn chế lại có nghị lực nữ nhân quả nhi người thật hấp dẫn. Chương 766, không có tiếng tâm gì cống hiến giả. 2. 10. Cầu hoa tư duyệt vé tháng. Lý Tịch Nhan nhà phòng khách. An Lương đang ở thưởng thức lưu linh tự hạn chế cùng nghị lực, chính thức bởi vì như thế tự hạn chế, lại như thế có nghị lực, vóc người của nàng cho điểm tài cao đạt đến 94 phân, dĩ nhiên cùng Lý Tịch Nhan hoàn toàn tương tự. Bất quá có sao nói vậy, được bao nhiêu người có nghị lực kiên trì nổi đâu. An Lương nhìn lấy lưu linh cái trán chảy ra mồ hôi nóng, những thứ này mồ hôi theo nàng cơ hồ không có tuế nguyệt dấu vết hai gò má trợt xuống, mặc dù là loại này hoàn toàn dung nhan dưới tình huống, lưu linh dung nhan trị cũng cao vô cùng. Đáng sợ hơn là An Lương không cách nào phát hiện Lưu Linh có sẹo lồi. Cái này mỹ ma nữ thực sự nghịch thiên, hoàn toàn dường như trong tin tức nói nghịch sinh trưởng giống nhau. Đang ở cứng nhắc chống đỡ Lưu Linh kỳ thực liếc mắt phát hiện An Lương ánh mắt nóng bỏng, nhưng nàng làm bộ không có thấy, bởi vì chỉ có thể như vậy xử lý. Lý Tịch Nhan từ phòng ngủ đi lúc đi ra, An Lương ánh mắt một giây cắt đến rồi trên điện thoại di động, phản phất ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động giống nhau. Tịch Nhan, ngươi động tác nhanh lên một chút. An Lương thúc giục. Ừm. Lý Tịch Nhan lên tiếng. Làm Lý Tịch Nhan tiến nhập phòng vệ sinh thời điểm, Lưu Linh từ cứng nhắc chống đỡ đổi thành bò cạp đứng chổng ngược thức động tác. Cái này. An Lương nhìn lấy Lưu Linh động tác mới, hắn yên lặng nuốt nước miếng. Cái này mỹ ma nữ quá phận chứ. Loại động tác này cũng có thể. An Lương đem cái này một động tác ghi xuống, về sau làm cho Ninh Nhược Sương học. Khiêu vũ nữ hài tử, hẳn là không hề khó khăn chứ. An Lương ở trong phòng khách thưởng thức tiếp cận 10 phút, Lý Tịch Nhan từ trong phòng vệ sinh đi ra, nàng dò hỏi, An Lương, ngươi nhìn ta một chút cái này dạng có thể chứ? Lý Tịch Nhan tiếp tục nói, ta liền lau một điểm đảm bảo ẩm ướt xương, thuận tiện bôi một cái môi son. Không có vấn đề. An Lương đáp lại. Ừm ân, chúng ta đây chuẩn bị đi thôi. Lý Tịch Nhan nói rằng, nàng rất hiểu chuyện, An Lương lên một lượt cửa bảo nàng, tự nhiên không có bần thần thời gian. Được. An Lương từ trên ghế salon đứng dậy, hắn nắm Lý Tịch Nhan ly khai. Màu vàng ống Lamborghini Urus trung, Lý Tịch Nhan lần này tự nhiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nàng trước cho mình nịp dây an toàn, mới, chỉ có, dò hỏi, đến tục cùng là chuyện gì à? An Lương đáp lại nói, nửa đêm hôm qua sáng sớm, ta ở Lưu Khải vòng bằng hữu thấy hắn ở tự do bia nhảy qua năm hoạt động. An Lương nói tiếp, sau lại xem tin tức thời điểm, ta lại thấy tự do bia tình huống bên kia, mấy vạn người tham gia nhảy qua năm hoạt động chế tạo đại lượng rác rưởi, đối với thanh lý công tác tạo thành áp lực cực lớn. Từng ân, mỗi một năm đều là như vậy. Hiện tại mấy năm nay xong rồi, trước đây cho phép phóng thải giấy màu điều thời điểm, đó mới gọi điên cuồng đâu. Lý Tịch Nhan nói rõ nói. Nhiều năm phía trước, tự do bia nhảy qua năm hoạt động không có cấm chỉ giấy màu màu điều, khi đó nhảy qua năm hoạt động, làm không giờ tiếng chung gõ thời điểm, các loại màu điều giấy màu đơn giản là bay múa đầy trời. An Lương hít một khẩu khí, ta lúc đó xem tân văn, liền nghĩ đến một việc, những thứ kia bảo vệ môi trường công nhân ăn Tết là như thế nào qua đâu. Lý Tịch Nhan sửng sốt một chút. An Lương tiếp tục nói bọn họ sớm thời điểm, hẳn là 4-5 giờ lại bắt đầu công tác, buổi tối đêm khuya cũng ở công tác, nếu như vô tình gặp hắn nhảy qua năm hoạt động tình huống như vậy, sợ rằng cần suốt đêm công tác, mới có thể làm cho tự do bia ở ngày thứ hai khôi phục sạch sẽ gọn gàng chứ. Lý Tịch Nhan trầm mặt. Những thứ này bảo vệ môi trường công nhân yên lặng cho chúng ta thành thị làm ra cống hiến to lớn, nhưng bọn hắn lại không có tiếng tâm gì, thậm chí bị đại đa số người quên, rõ ràng thân ở phồng hoa thế giới, lại bị phồng hoa thế giới bài trừ tại ngoại. An Lương nói tiếp, An Lương nói bổ sung, ngày hôm qua sáng sớm nhìn Tân Văn sau đó, ta ở Internet trung tra xét một ít tư liệu, trong đó một phần đưa tin để cho ta tràn đầy cảm xúc. Ừm. Lý Tịch Nhan phát ra giọng nghi ngờ, biểu thị chính mình có đang nghe. Ta ngày hôm qua thấy một phần đưa tin nói rõ bảo vệ môi trường công nhân sinh tồn hiện trạng, trong báo cáo miêu tả bảo vệ môi trường công nhân cư nhiên không cách nào thực hiện thịt heo tự do. An Lương thở dài, trong bọn họ tương đương một nhóm người, cư nhiên không cách nào muốn ăn thịt, liền trực tiếp mua thịt ăn chỉ là thịt heo mà thôi." An Lương cảm thán. "Đúng rồi, đây là ngày đưa tin là 2019 năm đưa tin, cũng không phải là rất nhiều năm trước đưa tin." An Lương nói rõ thời gian. "2019 năm thời đại, ở phồn hoa trên thế giới, dĩ nhiên không cách nào thực hiện thịt heo tự do sao?" Quả thật làm cho người kinh ngạc. Lý Tịch Nhan hỏi ngược lại, "Chúng ta hôm nay là đi an ủi bảo vệ môi trường công nhân sao?" "Là, nhưng là cũng là." An Lương đáp lại, "Chờ một lát ngươi sẽ biết." ta hẹn bảo vệ môi trường nha môn phủ nha, tình huống cụ thể, còn phải chờ một hồi, tài năng, mới có thể xác định. Lý Tịch Nhan gật đầu, nàng yên lặng bị An Lương ảnh hưởng. Buổi sáng lân cận 9 giờ nhất khắc. An Lương cùng Lý Tịch Nhan đã tới quan tâm cầu vườn hoa sân thượng trà lâu, thẩm gia xương đã trước một bước đạt đến, hai người thuận lợi ở vườn hoa sân thượng trà lâu nhất hào ánh nắng phòng hội hợp. Chúc mừng năm mới, trầm phủ. An Lương đưa tay phải ra làm ra bắt tay động tác. Thẩm gia xương hai tay nắm ở An Lương tay phải, động tác như vậy, làm cho theo thẩm gia xương tới được bùi văn nhã trong lòng thầm kinh hải. Nàng tò mò đánh giá An Lương, trong lòng suy đoán An Lương rốt cuộc là thân phận gì, tự nhiên làm cho thẩm gia xương coi trọng như vậy. An Lương tự nhiên phát hiện thẩm gia xương nắm tay động tác, nhưng hắn thản nhiên chịu chi. Phản bản kế hoạch sau đó, An Lương địa vị nước lên thì thuyền lên. Đặc biệt là ở đặc định vòng tròn, An Lương chính là thần tài, địa vị có thể không cao sao. Chương 767, Cực khổ quần thể 3. 10. Cầu hoa tư duyệt vé tháng quan tâm cầu, vườn hoa sân thượng trà lâu. Thẩm gia xương khách khí đáp lại, An Tổng, chúng ta khi trước nói rồi nha, trực tiếp gọi ta Lão Trầm. An Lương nở nụ cười, tốt, Lão Trầm. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này một vị là bạn gái của ta Lý Tịch Nhan. Thẩm gia xương tự nhiên không có khả năng không có quy củ đưa tay, hắn khách khí gật đầu nói, chúc mừng năm mới, Lý Nữ Sĩ. Lý Tịch Nhan được xưng hô vì Nữ Sĩ, nàng hơi chút có chút ngượng ngùng gật đầu, chúc mừng năm mới. Thẩm gia xương lại cho An Lương giới thiệu, An Tổng, cái này một vị là chúng ta bảo vệ môi trường nha môn hậu cần chủ quản Bùi Văn Nhã, nàng biết chúng ta bảo vệ môi trường nha môn tất cả tin tức tương quan. Sau đó lại cho Bùi Văn Nhã giới thiệu An Lương. An Lương đồng dạng không có đưa tay ý tứ, hắn khẽ gật đầu nói, chúc mừng năm mới, Bùi chủ quản. Bùi Văn Nhã vội vã khách khí đáp lại, chúc mừng năm mới, An Tổng. Song Phương giới thiệu xong xuôi phía sau ngồi xuống chỗ của mình, tự nhiên là An Lương cùng Lý Tịch Nha ngồi một bên, Thẩm Gia Sương cùng Bùi Văn Nhã ngồi một bên an tổng xin hỏi có chuyện gì cần chúng ta bảo vệ môi trường nha môn xử lý thẩm gia sương đồng dạng suy đoán là an thịnh kiến trúc có bảo vệ môi trường vấn đề cần xử lý bất quá thẩm gia sương âm thầm nghi hoặc bởi vì an thịnh công ty xây cất tiếng tâm phi thường tốt chưa từng có cái gì còn bảo vệ môi trường hộ tống vấn đề thẩm gia sương ở qua đây phía trước hắn còn đặc biệt hỏi thăm một cái an thịnh công ty xây cất tình huống lại một lần nữa xác định an thịnh công ty xây cất không có bảo vệ môi trường vấn đề an lương trước tiên xác định nhạc dạo lão trầm ngươi yên tâm Lần này là sự tình tốt, chúng ta An Thịnh Kiến trúc không có hoàn cảnh vấn đề cần xử lý. An Lương nói trắng ra, chúng ta An Thịnh Kiến trúc là một nhà tuân thủ luật pháp công ty, lão Trầm liền không cần lo lắng cho ta cùng ngươi chấp nối, do đó để cho ngươi làm trái pháp luật phạm kỹ sự tình. Thẩm Gia Sương tùng một khẩu khí, hắn đáp lại nói, cái kia An tổng có chuyện gì đâu? An Lương không trả lời Thẩm Gia Sương, hắn trực tiếp hỏi, "Bùi chủ quản, chúng ta Thịnh Khánh chủ thành khu bảo vệ môi trường hệ thống tổng cộng bao nhiêu người?" An Lương nói bổ sung bao quát trực tiếp thuộc về các người bảo vệ môi trường nha môn nhân viên, quảng trường độc lập mời nhân viên, cùng với thị trường biến hóa vận tác nhân viên. Bùi Văn Nhã sửng sốt một chút, xin chờ một chút, ta ở trong hệ thống tuần tra một cái. An Lương kiên nhẫn chờ đợi. Hai ba phút phía sau, Bùi Văn Nhã đáp lại nói, chủ thành khu trong phạm vi bảo vệ môi trường hệ thống nhân viên công tác, bao gồm bảo vệ môi trường nha môn, quảng trường độc lập cam kết bảo vệ môi trường nhân viên công tác, cùng với thị trường biến hóa công ty vận tác bảo vệ môi trường nhân viên công tác, tổng cộng là 54, 496 người. Tình huống cụ thể như thế nào? An Lương hỏi, sau đó tỉ mỉ bổ sung, nói thí dụ như nam nữ tỷ lệ, ngành nghề tỷ lệ, tuổi tác phân bố, văn hóa giáo dục trình độ, cùng với các loại số liệu chờ, các loại. Bùi Văn Nhã lập tức báo cáo, bảo vệ môi trường trong hệ thống nhân viên công tác, chủ yếu là nữ tính chiếm đa số, tổng cộng là 43, 194 người, chiếm cứ 79. 26% tỷ lệ. Cái này một cái tỷ lệ trên cơ bản không thành vấn đề, bảo vệ môi trường công nhân đúng là nữ tính chiếm đa số. Quét sạch công phu nhân số là 43, 155 người, chiếm cứ 79. 19% tỷ lệ, xe rác vận chuyển công phu 1.619 người, chiếm cứ 2.97% tỷ lệ, công cộng buồn vệ sinh quản lý bảo hộ nhân viên 3346 người, chiếm cứ 6. 14% tỷ lệ. Bùi Văn Nhã dừng lại một chút, mới, chỉ có, tiếp tục nói, nhân viên quản lý 4240 người, chiếm cứ 7.78% tỷ lệ, An Lương nhíu mày, nhân viên quản lý tỷ lệ cao như vậy. Bảo vệ môi trường hệ thống cần cao như vậy nhân viên quản lý tỷ lệ sao? An Lương bỏ quên cái này một vấn đề, hắn không cách nào phán đoán quản lý tỷ lệ có hay không hợp lý, nhưng hắn có thể mang nhân viên quản lý bài trừ tại ngoại. 40 tuổi ở trên nhân viên công tác 37, 081 người, chiếm giữ 68. 06% tỷ lệ, sơ trung trở xuống trình độ văn hóa 36, 649 người, chiếm giữ 67. 25% tỷ lệ. Bùi Văn Nhã nói rõ tiếp. Tổ này số liệu nói rõ bảo vệ môi trường trong hệ thống nhân viên công tác, đại đa số vẫn là người có tuổi linh biến hóa cùng thấp bằng cấp hóa tình huống. An Lương còn sức phán đoán nhạy cảm đi ra, bằng cấp công tác thống kê chắc là đem cương vị quản lý nhân viên tính toán tiến vào, bằng không thấp bằng cấp hóa tỷ lệ càng cao. Nếu như đem nhân viên quản lý toàn bộ bài trừ rơi, sơ trung trở xuống trình độ văn hóa nhân viên công tác chiếm so với đem đề thăng tới khoảng chừng 73% trình độ. Quét sạch công nhân nguyệt đều công tác số trời 27.7 thiên, mỗi ngày làm việc thời gian độ dài 8. 2 giờ đồng hồ. Công cộng buồn vệ sinh quản lý bảo hộ nhân viên Nguyệt đều công tác thời gian độ dài 28. 6 ngày, mỗi ngày làm việc thời gian độ dài 9.8 giờ đồng hồ. Xe rác công phu Nguyệt đều công tác số trời 27.9 thiên, mỗi ngày làm việc thời gian độ dài 8. 6 giờ đồng hồ. Bùi Văn Nhã nói rõ nhân viên tương quan công tác thời gian độ dài. Công việc như vậy thời gian độ dài, tuyệt đối là cường độ cao công tác. Dù sao bảo vệ môi trường hệ thống nhân viên công tác, công việc của bọn họ không phải ngồi ở điều hòa trong phòng vui đùa một chút máy tính hoa vẫy nước hỗn thời gian, bọn họ là ở dưới ánh nắng chó chang, trong gió rét, trong đêm tối công tác. Đặc biệt là con đường quét sạch công phu, càng là tồn tại uy hiếp bờ sinh mạng nguy hiểm. Cái nào một năm không có tân văn báo đạo đường cái quét sạch công phu bị đụng chết? An Lương dò hỏi, tiền lương đâu? Ta muốn trung vị số lượng tiền lương số liệu. An Lương nói rõ nói, đúng rồi, quản lý tốt số liệu không cần nói rõ. Bùi văn nhã âm thầm tùng một khẩu khí, hắn đáp lại nói, quét sạch công phu trung vị số lượng tiền lương là 1.700 nguyên, công cộng buồn vệ sinh quản lý bảo hộ nhân viên trung vị số lượng tiền lương là 1.650 nguyên, xe rác công phu hơi chút cao hơn một chút, đạt tới 2.100 nguyên. Lý Tịch Nhan ở một bên yên lặng thở dài, như vậy tiền lương cũng quá thấp chứ. Thảo nào không cách nào thực hiện thịt heo tự do. Chương 768, chuyện có ý nghĩa. 4. 10. Cầu hoa tư duyệt vé tháng. Liên quan tới tiền lương đề, kỳ thực phi thường thú vị. Ở Internet Trung, lấy bức tử làm thí dụ, tiền lương hơn vạn không bằng chó, tiền lương 10 vạn coi là một người, năm vào nghìn vạn, tài năng, mới có thể đang ép tử đứng vững góc chân. Quay bô liền hơi tốt một chút, tiền lương hơn vạn liền tiến vào người hàng ngũ. Nhưng tình huống thật đâu? Chỉ nói một sự thật. Giết quốc tổng nhân khẩu 14 ức, nhưng dân trên mạng tổng số số lượng chỉ có 8 ức, như trước có vài ức người không có máy tính, không có điện thoại di động thông minh, càng sẽ không lên mạng. Lấy Bạch Nguyệt quê hương làm thí dụ, Vân Pha Thôn rất nhiều người chính là không có máy tính, không có điện thoại di động thông minh, làm sao nói lên võng đâu. Phồn hoa trên thế giới nhân, vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng bị phồn hoa thế giới quên mất nơi hẻo lánh, đến tục cùng là dạng gì. Mặc dù ở phồn hoa trên thế giới, bảo vệ môi trường trong hệ thống đại đa số nhân viên công tác, kỳ thực cũng là bị phồn hoa thế giới quên mất người. Tiền lương thấp nhất đâu? An lương truy vấn. Bùi văn nhã trầm mặt 2 giây, mới, chỉ có, đáp lại nói, dựa theo chúng ta thịnh khánh tiền lương thấp nhất tiêu chuẩn cấp cho. Mặt khác, năm nay hẳn là muốn điều chỉnh tiền lương thấp nhất tiêu chuẩn, hai đẳng cấp cũng sẽ tăng thêm 300 nguyên. Hiện nay thịnh khánh tiền lương thấp nhất tiêu chuẩn là 1.500 nguyên cùng 1.400 nguyên, dựa theo khu vực bất đồng tồn tại hai cái đẳng cấp. An Lương không có đánh giá chuyện này, hắn hỏi lại lần nữa, lần này Tết âm lịch, bảo vệ môi trường hệ thống nhân viên công tác có cái gì cuối năm phút lợi sao? An Lương nói bổ sung, cương vị quản lý ngoại trừ. Bùi Văn Nhã nhìn về phía Thẩm Gia Sương. Thẩm Gia Sương khẽ gật đầu, ý bảo Bùi Văn Nhã có thể nói bùi văn nhã có cất giữ nói rõ chỉ vì chút ít bảo vệ môi trường công nhân phát ra dầu cùng mét đè số lượng minh bạch rồi ý của đối phương lão trầm ta có một cái ý nghĩ an lương nhìn về phía thẩm gia sương an tổng mời nói thẩm gia sương đáp lại chúng ta an thịnh chuẩn bị an ủi yên lặng kính dân ở bảo vệ môi trường công tác một đường nhân viên công tác cảm tạ bọn họ vì thịnh thánh trả cống hiến chúng ta an thịnh hy vọng các ngươi phối hợp an lương nói rõ nói thẩm gia sương phản vấn an tổng các ngươi an thịnh chuẩn bị như thế nào an ủi đâu thẩm gia xương thêm vào hỏi an ủi quy mô đâu dầu cùng mét liền tính tuy là rất thực dụng nhưng thao tác rất phiền phức an lương nói rõ nói thẩm gia xương cùng bùi văn nhã đều nghi hoặc nhìn lấy an lương dầu chảy tóc phát mét không phải tốt nhất sao dù sao bảo vệ môi trường công tác một đường nhân viên đều là cực thấp thu nhập đoàn người dầu cùng mét đối với bọn họ thực sự phi thường thực dụng hơn nữa dầu chảy tóc phát mét có cái gì không tốt thao tác không phải liền là một cái người một túi gạo một thùng dầu. Đem đối ứng người kêu đến, kéo lên hoành phi, kêu lên đài truyền hình, lại nhiệt nhiệt nháo nháo dầu chảy tóc phát mét, cái kia không là rất tốt sự tình. Thẩm gia xương ám thị nói rõ tình huống như vậy, đồng thời biểu thị phương thức như vậy còn có thể tuyên truyền an thịnh công ty xây cất, do đó vì an thịnh công ty xây cất tạo hài lòng xã hội hình tượng. An Lương đáp lại nói, chúng ta an thịnh chuẩn bị chơi được lớn một chút. Ừm. Thẩm gia xương nghi ngờ nhìn về phía An Lương chúng ta an thịnh chuẩn bị hướng thịnh khánh chủ thành khu trong phạm vi sở hữu tham gia bảo vệ môi trường công tác một đường nhân viên cấp cho phúc lợi vô luận là lệ thuộc trực tiếp các ngươi bảo vệ môi trường nha môn vẫn là thuộc hạ quảng trường độc lập cam kết thậm chí là thị trường biến hóa công ty công tác tương quan nhân viên chỉ cần là công tác ở một đường bảo vệ môi trường người làm chúng ta an thịnh đều muốn đối xử bình đẳng cung cấp lần này tân niên phúc lợi an lương nói rõ nói bùi văn nhã nhắc nhở an tổng mặc dù là loại bỏ cương vị quản lý nhân viên Chủ thành khu một đường nhân viên số lượng cũng vượt lên trước 5 vạn người. Bùi Văn Nhã có ý tứ là nhân số nhiều lắm, cấp cho phúc lợi giá quá lớn. Thẩm Gia xương Đồng Dạng nhắc nhở, "An tổng, nếu như ngươi không phát thả dầu cùng mét, kỳ thực ý nghĩa không lớn. Nhưng nếu cấp cho dầu cùng mét, hơn 5 vạn người đại giới lại quá lớn, chí ít cần 5 triệu tài chính." Lý Tịch Nhan ở một bên nghe, tâm tình của nàng lặng yên không tiến động biến hóa, nguyên lai hơn 500 vạn có thể làm được chuyện như vậy. Phía trước An Lương cho nàng phát tân niên tiền lì xì chính là hơn 500 vạn. An Lương nở nụ cười, các ngươi nói đúng, hơn 5 vạn người giàu chảy tóc phát mét quá phiền toái, thao tác quá lãng phí thời gian, cho nên chúng ta An Thịnh chuẩn bị trực tiếp cấp cho An Uỷ Kim, chúc phúc bảo vệ môi trường một đường nhân viên công tác chúc mừng năm mới. Bổ sung một cái, chúng ta An Thịnh chuẩn bị cho mỗi một hoàn cảnh bảo hộ một đường nhân viên công tác cung cấp 1.000 nguyên An Uỷ Kim, chúng ta An Thịnh hy vọng các ngươi bảo vệ môi trường nha môn cung cấp đối ứng nhân viên tài khoản, từ chúng ta An Thịnh tự hành cấp cho an lương bổ sung nói rõ đúng rồi lão trầm ta hy vọng ngươi thông tri một chút đi các ngươi cấp dưới quảng trường cùng với thị trường biến hóa đưa vào hoạt động công ty nếu như cản trở thậm chí cắt xén cái này một khoản an ủi kim chúng ta an thịnh pháp luật cố vấn biết truy cứu tới cùng an lương trước giờ nói rõ ô h còn có một chút chúng ta an thịnh biết cam kết nhiều cái kẻ thứ ba cơ cấu tiến hành thăm đáp lễ điều tra do đó bảo đảm chuyện này hoàn thành viên mãn an lương bổ sung lại một điểm nghe an lương nói còn thẩm gia xương cùng bùi văn nhã đều ngu an thịnh kiến trúc cấp cho mỗi một vị bảo vệ môi trường một đường nhân viên công tác cấp cho một nghìn khối tân niên an ủi kim chẳng lẽ bọn họ mới vừa không có nói cho an lương đối ứng có tư cách nhân viên vượt qua 5 vạn người cái này một khoản tân niên an ủi kim tổng ngạch độ liền vượt qua 50 triệu được không chương 769, kim tiền quyền lựa chọn 5, 10, cầu hoa tư duyệt vé tháng quan tâm cầu vườn hoa sân thượng trà lâu nhất hào ánh nắng trong phòng thẩm gia xương tằng hắn một cái An tổng, dựa theo ngươi nói tình huống, chúng ta bảo vệ môi trường nha môn, thuộc hạ quản trường độc lập cam kết nhân viên, lại tăng thêm thị trường biến hóa hoạt động người của công ty viên, thỏa mãn điều kiện tổng số người vượt lên trước 5 vạn người. Bùi Văn Nhã ở một bên bổ sung, chuẩn xác số liệu là 50, 256 người. Ta biết a. À. An Lương bình tĩnh đáp lại, mỗi một cái người 1.000 đồng tân niên an ủi kim, đó chính là 50 triệu xuất đầu nha. Thẩm Gia Sương không nói. Bùi Văn Nhã đồng dạng không nói thẩm gia xương đột nhiên nghĩ đến phản bản kế hoạch hắn yên lặng thở dài một tiếng an tổng ngươi xác định sao ta xác định an lương cười gật đầu chính là 50 triệu xuất đầu an lương thực sự có thể xác định trước mắt hắn có tài chính vượt qua 27 mươi ức hắn xác thực có thể tuyển trạch điều động năm nghìn vạn làm một hồi từ thiện trận này từ thiện cũng không phải là vì làm dáng càng không phải là vì hoàn thành may mắn một đời hệ thống nhiệm vụ chỉ là hắn nhìn thấy tân văn hắn nghĩ tới rồi bảo vệ môi trường một đường nhân viên công tác yên lặng cống hiến sau đó làm ra quyết định. An Lương không phải kim tiền nô lệ. An Lương cử tiền tài. Hắn có thể vì mấy chục đồng tiền miễn phí bữa cơm vui vẻ, hắn cũng có thể bất động thanh sắc tốn hao 50 triệu làm từ thiện. Tiền tài cho An Lương mang tới là hắn muốn làm cái gì, liền có thể làm gì quyền lựa chọn. 50 triệu xác thực rất nhiều, nhưng làm nhất kiện phạm vi năng lực bên trong chuyện có ý nghĩa vì sao không tốt đâu. An tâm đầu tư công ty mỗi một năm lợi nhuận liền vượt qua xa 50 triệu. An Lương cũng không phải là thần giữ của hắn nhớ làm chuyện này liền có thể làm chuyện này lão trầm ta mới vừa nói phụ gia điều kiện ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ chứ an lương nhắc nhở thẩm gia sương gật đầu hiểu an tổng ngươi yên tâm ta sẽ thông tri một chút đi chuyện này chắc chắn sẽ không có bất luận kẻ nào từ đó thu hoạch chỗ tốt chúng ta sẽ đem mỗi một cái một đường nhân viên công tác tài khoản ngân hàng giao cho các ngươi an thịnh lại do các ngươi an thịnh trực tiếp cấp cho đối ứng tân niên an ủi kim do đó tránh khỏi ở giữa phân đoạn Ta hy vọng chuyện này nội trong hôm nay hoàn thành. An Lương đưa ra yêu cầu. Hẳn không phải là vấn đề chứ? An Lương phản vấn. Mặc dù có độ khó, nhưng chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp chuyện này. Thẩm Gia Xương đáp lại nói, dù sao chuyện này đối với toàn thành phố phấn đấu ở một đường bảo vệ môi trường nhân viên công tác là một cái thiên đại tin tức tốt. Chúc bọn họ chúc mừng năm mới. An Lương đáp lại nói, những thứ này còn bảo vệ môi trường hộ tống một đường nhân viên công tác cả năm không ngừng mặc dù là lúc sau tết bọn họ như trước phấn đấu ở bảo vệ môi trường tuyến đầu thậm chí xử lý càng nhiều hơn công tác thẩm gia sương lại dò hỏi đúng rồi an tổng chuyện này chúng ta có thể trước giờ công bố ra ngoài sao ở an lương trả lời phía trước thẩm gia sương nói bổ sung nếu như trước giờ công bố ra ngoài các ngươi an thịnh kiến trúc có thể thu được tốt vô cùng xã hội hình tượng sang năm thậm chí có khả năng trực tiếp trở thành trọng điểm quan tâm xí nghiệp các loại chính sách ưu đãi ngươi hiểu vậy trước giờ công bố ra ngoài a à? an lương đáp lại nói Đúng rồi, chuyện này là ta ba nghĩ ra được, nếu có đưa tin, vậy đưa tin ta ba. Tốt, không thành vấn đề. Thẩm Gia Sương nói rõ nói, cái kia An tổng nhớ kỹ cùng Bình phục tổng trước giờ câu thông, miễn cho phỏng vấn xuất hiện vấn đề. Yên tâm. An Lương nở nụ cười. Thẩm Gia Sương nhìn một chút thời gian, An tổng, chúng ta đi trước, chúng ta ngày hôm nay chậm nhất là trước 10 giờ tối, tương tương quan tài khoản phát tặng cho các ngươi an thịnh. Không thành vấn đề. An Lương đáp ứng nói. Thẩm Gia Sương cùng Bùi Văn Nhã lần nữa biểu thị cảm tạ phía sau ly khai, Lý Tịch Nhan có chút ngốc hô hô hỏi, An Lương, ngươi mới vừa liền xài 50 triệu sao? 50 triệu, lại thêm không nguyên. An Lương nói rõ chuẩn xác. Lý Tịch Nhan lăng lăng nhìn lấy An Lương, ngươi có tiền như vậy sao? Ngươi cho rằng đâu? An Lương nhịn không được ngắt một cái Lý Tịch Nhan bạch bạch nộn nộn khuôn mặt. Hành! Lý Tịch Nhan yêu kiều trên một tiếng, sớm biết ngươi có tiền như vậy, ta đã thu ngươi tiền lì xì. An Lương trực tiếp lấy điện thoại di động ra, đem phía trước Lý Tịch Nhan lui về hai cái chuyển khoản, lại một lần nữa cho Lý Tịch Nhan xoay qua chỗ khác. Nhà, sẽ cho ngươi một cái cơ hội. An Lương miễn cười nói. Lý Tịch Nhan vẫn không có nhận lấy, nàng chỉ là nói một chút mà thôi, nàng nguyện ý dùng An Lương tiền, nhưng trực tiếp thu đại ngạch độ tiền, nàng vẫn sẽ không làm. Số tiền này là của ta, nhưng ta còn cho ngươi, cho ngươi đi làm từ thiện, sở dĩ chuyện lần này, ta cũng có một phần công lao. Lý Tịch Nhan ngạo kiều nói vậy có muốn hay không đem tên của ngươi cộng vào an lương trêu đùa ngươi cái này tên đại bại hoại lý tịch nhan kiều sơn nhìn lấy an lương đúng rồi chuyện này tân văn sau khi đi ra nhất định sẽ trở thành điểm nóng tân văn ta nghĩ muốn phỏng vấn các ngươi một chút an thịnh kiến trúc đem cái này một cuộc phỏng vấn cho rằng ngày nghỉ bài tập về nhà có thể chứ ngươi là muốn thấy ta ba an lương phản vấn lý tịch nhan thoáng khẩn trương nhìn lấy an lương đương nhiên có thể an lương thêm vào nói rằng lý tịch nhan nở nụ cười nàng chủ động hôn một cái an lương má trái, nhưng nàng cho rằng hôn chạy rơi. Vì vậy hai người xảy ra miệng lưỡi tranh. Mấy phút sau, an lương mới, chỉ có, nắm khuôn mặt đỏ bừng lý tịch nhang đi ra nhất hào ánh nắng phòng, hắn đi tới quầy thu tiền thuận miệng hỏi một câu, nhất hào ánh nắng phòng tính tiền. Trên thực tế an lương suy đoán thẩm gia xương đã thanh toán, trả nợ, hắn chỉ là hỏi một câu mà thôi, do đó tránh cho xác suất nhỏ sự kiện. Một phần vạn thẩm gia xương đầu óc cút một cái, hắn bị 50 triệu quyên tặng bị hôn mê rồi, không có tính tiền rồi rời đi đâu bất quá xác suất nhỏ sự kiện chính là xác suất nhỏ sự kiện. Ngày tốt, tiên sinh, nhất hào ánh nắng phòng đã thanh toán, trả nợ. Quầy thu tiền nhân viên công tác đáp lại. An Lương khẽ gật đầu, tốt. Đổi mới gợi ý, 2020 năm ngày 17 tháng 8 06, 50, 19, phía sau còn có 5 cái, đồng bộ đổi mới, nếu như nhìn không thấy, chỗ bình luận chuyện tặng lại. Chương 770, An Thịnh lại nổi danh. 6, 10, 71. 2V đúc hoa tươi tăng thêm. An Lương cùng Lý Tịch Nhan từ quan tâm cầu vườn hoa sân thượng trà lâu ly khai, hắn dò hỏi, bảo bối, ngươi buổi trưa phải đi về sao, hay là chúng ta ở bên ngoài ăn cơm? Lý Tịch Nhan do dự hai giây, vẫn là lựa chọn về nhà. Ta về nhà đi. Lý Tịch Nhan đáp lại nói, trong nhà chỉ có mụ mụ một cái người, ta. Muốn trở về theo nàng. An Lương gật đầu bằng lòng, ừm. Màu vàng ống Lamborghini Urus khởi động, An Lương đem Lý Tịch Nhan đưa về thiên lang tiểu khu, hắn lại về đến nhà. Mới vừa vào cửa, An Lương liền phát hiện trong nhà tràn đầy người, đại đa số hắn cũng không nhận ra, nhưng là có quen thuộc mặt mũi, những thứ này chính là bọn họ gia cực kỳ xa thân thích. An Lương nhìn lấy bị thân thích vây quanh An Thịnh Vũ, hắn có điểm nhìn có chút hả hê cảm giác. Ba, An Lương hô. An Thịnh Vũ nghe An Lương bắt chuyện, hắn nhìn qua nói, trở về, tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút. An Lương giơ tay lên ngăn cản, "Ba, ngươi đi ra ngoài một chút, chúng ta nói chuyện chuyện công việc, An Thịnh bên này có tình huống khẩn cấp." an thịnh vũ vừa nghe liền biết là an lương ngày hôm nay đi ra ngoài làm sự tình hắn trước đối với chu vi thân thích nói rõ tình huống sau đó cùng an lương hai người đi ra ngoài ở trong tiểu khu tìm một góc hẻo lánh chuyện gì an thịnh vũ hỏi an lương đem an thịnh kế hoạch vì thịnh khánh chủ thành khu sở hữu bảo vệ môi trường một đường nhân viên công tác cấp cho một nghìn đồng tân xuân an ủi kim sự tình nói một lần đúng rồi chuyện này chủ yếu người khởi xướng là ngươi tương quan khoản tiền an tâm đầu tư sẽ trực tiếp đánh tới an thịnh kiến trúc từ an thịnh kiến trúc bên này cấp cho an lương nói rõ nói phía sau truy tung sự tình an bài mấy cái thực tập sinh đi ngẫu nhiên vấn quyển điều tra a à. an lương thêm vào ngươi liền ném nồi cho ta an thịnh vũ nhổ nước bọt ngươi có biết hay không đến tiếp sau có bao nhiêu phiền phức có phiền toái gì an lương cười hỏi đầu tiên là các loại phỏng vấn an thịnh vũ bất đắc dĩ nói lấy sau đó là các loại các dạng hoạt động chúng ta an thịnh sợ rằng đều muốn tham dự một cái tiêu ít tiền là chuyện nhỏ ngược lại có thể thu được đối ứng danh tiếng nhưng ta thời gian sẽ bị nghiêm trọng chiếm dụng ta về sau muốn câu cá gì gì đó chỉ sợ là khó gặp gỡ khó gặp sự tình hh ba ngài liền ra tên còn không được không an lương nói chêm chọc cười nói ngài ngẫm lại ngài sau này sẽ là cảnh đại thiện nhân đi trên đường đều có bảo vệ môi trường công nhân chào hỏi có nhiều mặt mũi sự tình an thịnh vũ im lặng nhìn lấy an lương đây là có mặt mũi ngươi cái hố cha nhi an thịnh vũ nhổ nước bọt tính một chút chuyện này cho chúng ta an thịnh xác thực có thể mang đến rất tốt xã hội hình tượng. Được rồi, về sau nếu như còn có đại ngạch tiền bạc tiêu dùng, toàn bộ các ngươi an tâm đầu tư chi trả. Yên tâm. Vấn đề nhỏ. An Lương đáp lại nói. Buổi trưa lúc ăn cơm, Thịnh Khánh đài truyền hình cư nhiên liền tại đưa tin an thịnh công ty xây cất. Ở chúng ta Thịnh Khánh có cái này dạng một nhà công ty xây cất, từ thành lập đến nay thời gian 19 năm, chưa từng xảy ra cùng nhau an toàn sự cố, không có khất nợ bất kỳ lần nào nhân viên tiền lương, vô luận là đồng bạn hợp tác, vẫn là công ty nhân viên, đối với hắn đều cùng tán thưởng. Một nhà này công ty xây cất có 67 danh tuổi nghề 15 năm trở lên công nhân viên kỳ cựu, công nhân viên mới trung rất nhiều người là công nhân viên kỳ cựu thế hệ con cháu thân thuộc thế hệ, nhân viên thỏa mãn xuất hầu như tiếp cận trăm phần Một nhà này công ty xây cất gọi An Thịnh Kiến Trúc. An Thịnh Kiến Trúc thành lập với 2.000 năm, từ thành lập bắt đầu, An Thịnh Kiến Trúc tại hành nghiệp nội liền tiếng lành đồn xa, năm nay An Thịnh Kiến Trúc ở tích lũy 19 năm nội tình sau đó càng là triệt để xông lên vân tiêu, gia nhập ta thành phố Tây thành phát triển kế hoạch. Nhất phi trùng thiên An Thịnh Kiến Trúc không thay đổi sơ tâm, mặc dù công ty quy mô cấp tốc bành trướng, An Thịnh Kiến Trúc an toàn quản lý trình độ cùng nhân viên quan tâm vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, trọng yếu hơn chính là An Thịnh Kiến Trúc gánh vác càng lớn xã hội trách nhiệm. Tân niên bắt đầu, An Thịnh Kiến Trúc sẽ vì ta thành phố chủ thành khu sở hữu phấn đấu ở bảo vệ môi trường một đường công tác nhân viên cung cấp một phần một nghìn đồng tân niên an ủi kim, làm cho sở hữu bảo vệ môi trường một đường nhân viên công tác vui mừng độ tân niên. Ở chỗ này cảm tạ An Thịnh Kiến Trúc, cảm tạ An Thịnh Kiến Trúc CEO An Thịnh Vũ Tiên Sinh quan tâm thế yếu quần thể, đồng thời hùng hồn giúp tiền. Liên quan tới An Thịnh Kiến Trúc Tân Văn ước chừng báo cáo tiếp cận 2 phút. Đưa tin sau khi chấm dứt, một ít quan hệ thân cận, còn ở lại An gia thân thích nhìn về phía An Thịnh Vũ ánh mắt càng thêm nóng bỏng tuy là tân văn không có đưa tin an thịnh kiến trúc tổng cộng trả bao nhiêu tiền cũng không có đưa tin thịnh khánh chủ thành khu có bao nhiêu phấn đấu ở bảo vệ môi trường một đường công tác nhân viên nhưng suy nghĩ một chút cũng rất nhiều đi nếu an thịnh vũ cam lòng cho là một đám người xa lạ cấp cho tân niên an ủi kim bọn họ những thứ này thân thích muốn một phần không quá phận chứ an thịnh vũ im lặng nhìn về phía an lương an lương làm bộ không có thấy hắn nhanh chóng bào hai cái cơm sau đó đứng lên nói đại gia từ từ ăn từ từ ăn đúng rồi ba ta chạy trước buổi tối không trở về nhà ăn cơm an lương tuyển trạch chạy trốn những thứ này thân thích hắn biểu thị không chịu nổi